Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24h. À, tới các bạn, đau đầu gối là một trong những triệu chứng thường gặp nhất và cũng là triệu chứng đầu tiên nhất, dai dẳng nhất của bệnh thoái hóa khớp gối. À, những cơn đau này thì xuất hiện sau những lần chúng ta vận động mạnh, à, sau khi thay đổi thời tiết. À, người bệnh thì có thể là đau từng đợt hay là liên tục, dai dẳng với cường độ thay đổi. Chính vì vậy mà sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine Hàn Quốc là một trong những sản phẩm cung cấp các dưỡng chất tốt nhất cho sụn, cũng như là các mô giúp sụn của chúng ta trong xương khớp trở nên khỏe mạnh hơn. Sản phẩm này thì còn giúp phòng chống lỗ xương, giúp cho bạn thoải mái vận động mỗi ngày. Sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine này thì là một trong những sản phẩm tốt cho hệ xương khớp, được nghiên cứu và thử nghiệm thành công trong 3 năm, sau đó thì được đưa vào ứng dụng thực tế và mang lại hiệu quả cho rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh xương khớp. Ở như Kiều Anh đã chia sẻ ở trong video trước, thì sản phẩm này lấy thành phần chính là 80% glucosamine, ở có tác dụng cung cấp chất bổ cho khớp, cũng như là sụn, giúp hình thành và sửa chữa sụn và các mô khác trong cơ thể. Ngoài ra thì còn một số thành phần khác như là gelatin, nước, titanium dioxide, food yellow no 4. Ở những chất này thì có hiệu quả trong việc là phòng chống loãng xương, cũng như là việc thoái hóa khớp. Vậy thì sử dụng sản phẩm này sao cho hiệu quả Nhưng ai nên sử dụng sản phẩm này Và cách nhận biết thật giả sản phẩm glucosamine viên bổ khớp này như thế nào Thì ngay bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa ờ, Các bạn sẽ cùng Kiều Anh đi mở hộp sản phẩm viên bổ khớp glucosamine này Để có cái nhìn rõ hơn về sản phẩm à, Vâng như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên tay Kiều Anh đang là sản phẩm viên bổ khớp glucosamine của Hàn Quốc Thì đầu tiên như chúng ta có thể thấy thì cái mẫu mã của sản phẩm này rất là đẹp cũng như là nhẹ nhàng Ờ uh, cái đầu tiên để chúng ta nhận biết một sản phẩm thật giả đó là cái logo tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Ở đây là cái logo tiêu chuẩn sản phẩm cũng như ở bên ngoài nó sẽ có in khối lượng sản phẩm cũng như là số hộp và số viên. Ờ uh, thêm một cái nữa để các bạn có thể nhận biết ở một cái sản phẩm thật giả đó là bao giờ ở trên miệng hộp thì cũng sẽ có một cái tem như này là tem niêm phong cũng như là tem chống hàng giả ạ. Ở ngoài ra nữa thì ở phía bên ngoài này thì sẽ có hai bên Bên này người ta sẽ in hướng dẫn sử dụng tên sản phẩm rồi là khối lượng thành phần bằng tiếng Anh Còn phía đằng sau này thì người ta sẽ in bằng chữ Hàn Quốc Thế nên là với cái những cái như này thì các bạn có thể là dễ nhận biết Ngoài ra thêm một đặc điểm nữa để các bạn có thể là đảm bảo hơn cũng như là để chắc chắn hơn khi mua sản phẩm Đó là cái mã vạch với cái mã vạch này thì chúng ta có thể là kiểm tra trên điện thoại bằng cái phần mềm scan and check hoặc là các phần mềm kiểm tra mã vạch khác thì khi chúng ta check thì sẽ ra toàn bộ thông tin xuất xứ cũng như là uh, những cái mà chúng ta cần biết về sản phẩm này và ngoài ra thì ở phía này cũng sẽ in hàng loạt các logo về tiêu chuẩn sản phẩm cũng như là nhà tài trợ sản phẩm là nhà tài trợ samsung và một số các logo khác nữa ở ngoài ra một đặc điểm nữa để các bạn có thể là để ý đó chính là với cái logo như thế này ở đây sẽ là chữ Brand of the Year Korea 2006. Thì đây là cái chứng nhận đây là một trong những sản phẩm tốt cho sức khỏe uh, trong năm 2006. Và cho đến thời điểm hiện tại thì đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Uh, kể cả thị trường Hàn Quốc lẫn thị trường nước ngoài và trong đó thì có cả Việt Nam. Uh, bây giờ Kiều Anh sẽ bóc cái hộp bên trong ra để các bạn có thể là quan sát kỹ hơn. Chúng ta sẽ bóc cái tem uh, niêm phong, cái tem chống hàng giả này ra đây ở bên trong hộp ví này thì sẽ có ba lọ nhựa như này các bạn nhé các bạn để ý kỹ giúp kiểu anh này về mẫu mã của một cái lọ nhựa như thế này thì nó không có gì khác so với cái hộp bên ngoài mà kiểu anh vừa mới giới thiệu với các bạn ở ờ, cái này thì nó cũng sẽ có in thêm một lần mã vạch nữa để các bạn có thể là kiểm tra lại một lần nữa kỹ hơn ngoài ra thì về hạn sử dụng ờ, ở Hàn Quốc thì người ta sẽ in ngày sản xuất, năm sản xuất này, rồi sau đó là hạn sử dụng. Các bạn có thể thấy, đây, ở nắp hộp thì người ta có in thêm một lần nữa là cái lớp nhựa bảo vệ này Thì khi các bạn mua sản phẩm về Thì các bạn sẽ bóc cái lớp này ra Như này ạ Cái sản phẩm với cái lớp nhựa như này thì sẽ bảo đảm cho các bạn là sản phẩm ở bên trong Thì từ khi được sản xuất cho đến khi được, được bán ra trên thị trường thì chưa có ai động vào ở ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm này thì chúng ta tùy vào mức độ bệnh của chúng ta Đối với những người mắc bệnh xương khớp nhẹ hoặc là bình thường chúng ta sẽ sử dụng là hai viên trên một ngày còn đối với những người mắc bệnh xương khớp nặng thì chúng ta sẽ sử dụng 4 viên trên một ngày và khi sử dụng sản phẩm này thì sau khoảng 2 cho đến là hai tuần cho đến là một tháng thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó khác biệt hoàn toàn ngoài ra nữa thì cái sản phẩm này nó không chỉ hỗ trợ uh, giúp cho xương cốt của chúng ta tốt hơn hỗ trợ điều trị một số bệnh về xương khớp và sản phẩm này thì còn hỗ trợ là uh, điều trị một số tật về mắt cũng như là làm cho mắt của chúng ta sáng hơn. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì các bạn cũng nên nhớ là bảo quản ở cái nhiệt độ thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Khi sử dụng sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là sẽ không gặp phải tác dụng phụ hay là những phản ứng phụ không đáng có nào cho cơ thể. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp những người dị ứng các thành phần trong tôm cá thì cũng nên lưu ý khi sử dụng sản phẩm này ở chúng ta chỉ cần lưu ý một vài điểm nho nhỏ như vậy thôi thì đã có thể là tận dụng được hết những cái công dụng của sản phẩm này rồi. À vâng, vừa rồi là một số thông tin cơ bản về viên bổ khớp glucosamine đến từ Hàn Quốc mà Kiều Oanh chia sẻ với các bạn để các bạn có thể là nhận biết rõ hơn trong quá trình mua cũng như là trong quá trình sử dụng. À và với những công dụng tuyệt vời mà sản phẩm này mang lại thì Kiều Oanh tin chắc rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể lại yên tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 -985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm viên bổ khớp glucosamine đến từ Hàn Quốc. Ở hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!